Ngày 4 tháng 5, Cơ quan Công an phường Đức Ninh, thành phố Đồng Hới đã xác định đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1990, trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, đến Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Giáo dục Thường xuyên, xâm nhập trái phép vào cơ sở giáo dục, đánh thủ quỹ L, sinh năm 1980, trú tại Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, nhập viện. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn ghen tuông từ trước, sáng ngày 24 tháng 4, chị L đang làm việc tại phòng kế toán, thì Chi xông vào nói lớn tiếng và dùng điện thoại đánh vào vùng đầu, khiến chị L bị rách da đầu, chảy máu. Chị L được các cán bộ giáo viên trong trung tâm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, buồn nôn và một vết thương hở ở vùng đỉnh đầu cùng nhiều vết thương xung quanh. Sau khi hành hung chị L, Chi rời khỏi hiện trường. Trung tâm Giáo dục Dạy nghề, Giáo dục Thường xuyên cũng cung cấp thêm hình ảnh một người đàn ông đi với Chi, khống chế nhân viên trung tâm để Chi đánh chị L. Ngày 4 tháng 5, cô Hồ Thị Thùy Vân, hiệu trưởng trường tiểu học xã Đắc Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi trường đang bán heo để lấy tiền nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh, nhiều người liên hệ mua heo và ủng hộ kinh phí để trường duy trì hoạt động này. Cụ thể, đến sáng ngày 4 tháng 5, trường đã nhận hơn 116 triệu đồng. Trong đó, tiền bán heo là 7 triệu đồng và người mua đã tặng lại heo cho trường. Số tiền còn lại là nhà hảo tâm ủng hộ. Cá nhân ủng hộ nhiều nhất là 10 triệu đồng. Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải quyết định trong năm học 2023-2024 sẽ hỗ trợ trường 2 tấn gạo và 100 kg thịt. Số tiền nhà hảo tâm ủng hộ đã được trường báo cáo lên Ủy ban Nhân dân xã Đắc Hà, Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, Sở Giáo dục Đào tạo Kon Tum. Cô Hồ Thị Thùy Vân cho biết thêm, trong năm học tới, dự kiến trường sẽ nuôi dưỡng cho 117 em, trong đó có 77 học sinh ở điểm trường thôn Ti Tu sẽ được nấu ăn trưa miễn phí, 40 học sinh còn lại là các em mồ côi thuộc diện bán trú, có hoàn cảnh khó khăn, rất dễ nghỉ học, sẽ được vận động ở lại tại điểm trường chính, phía trường bao ăn ở, ngủ nghỉ. Ngày 4 tháng 5, Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 5, Công an xã Sơn Long, huyện Sơn Tây phát hiện tại tuyến đường liên xã Sơn Long đi xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, có một xe ô tô 16 chỗ ngồi, không có người điều khiển, phần ghế sau xe cũng có dấu hiệu bị cải tạo, tháo dỡ. Bên trong xe có 20 phách gỗ dổi với tổng khối lượng gỗ là 1.029 mét khối. Đồng thời cũng trong ngày 1 tháng 5, Công an xã Sơn Long tiếp tục kiểm tra tại khu vực rẫy trồng keo của người dân thuộc thôn Tà Vai, có 7 phách gỗ dổi với khối lượng 0,473 mét khối. Đến khuya ngày 3 tháng 5, Công an huyện Sơn Tây phát hiện tại đoạn đường đất đi vào rẫy trồng keo của người dân thuộc địa phận thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, có một xe ô tô cũng không có người điều khiển, phần ghế sau xe có dấu hiệu cải tạo, tháo dỡ. Bên trong xe ô tô có 12 phách gỗ dổi với tổng khối lượng gỗ là 0,778 mét khối. Sáng ngày 4 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin, chiều ngày 26 tháng 4 đã bắt quả tang Đinh Tiến Sơn, sinh năm 1998, trú tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, nhận tiền của một cá nhân để gỡ bài viết về công tác quản lý xây dựng của các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, trên trang xây dựng và đô thị.net, có hình ảnh và giao diện như một tờ báo điện tử chính thống. Cơ quan điều tra đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng bắt thêm hai đối tượng đồng phạm là Nguyễn Phước Hải, hiện đang là cộng tác viên tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, và Nguyễn Quang Dũng, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, hiện là cộng tác viên tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Nông thôn. Công an thành phố Hà Nội xác định ba người trên có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 28 tháng 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với ba người trên. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quang Dũng là chủ mưu quản trị 18 website, trong đó có trang xây dựng và đô thị.net có giao diện giống với các website của nhà nước mang tên Thanh tra Chính phủ, báo Xây dựng và Đô thị, báo Pháp luật để người đọc nhầm lẫn. Sau đó, Dũng chỉ đạo Hải đi thu thập thông tin, chụp ảnh công trình có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội để đăng bài trên các trang giả mạo, mục đích đe dọa và yêu cầu bị hại đưa tiền để gỡ bài. Tiếp đó, Hải giao cho Sơn sử dụng số điện thoại khác để gửi đường link bài viết. Nếu bị hại không đồng ý thì đăng tiếp trên website khác, đến khi đồng ý gặp đưa tiền mới dừng lại. Khi bị hại đã đồng ý đưa tiền, Hải chỉ đạo Sơn đi gặp và lấy tiền về chia làm 3 phần. Hải 20%, Sơn 20%, Dũng 60%. Số tiền cưỡng đoạt được.
Sáng ngày 4 tháng 5, thông tin từ lãnh đạo đảng ủy xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, gần 4 giờ sáng cùng ngày, đã tìm thấy thi thể một nam du khách gặp nạn tại khu vực hồ nhà đường, cách vị trí gặp nạn khoảng 20 mét. Trước đó, ngày 3 tháng 5, anh C cùng với một nhóm du khách đi tham quan vãn cảnh khu vực chùa Hương Tích tại địa bàn xã Thiên Lộc. Đến gần 17 giờ cùng ngày, trên đường quay trở về qua hồ nhà đường thì không may bị tai nạn đuối nước mất tích. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, kiểm soát đặc biệt và chuyển giao bắt buộc với 4 ngân hàng thương mại hoạt động yếu kém. 4 ngân hàng đó là Ngân hàng Xây dựng CB Bank, Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GB Bank và Ngân hàng Đông Á Đông Á Bank. Riêng SCB là ngân hàng thương mại và được đưa vào dạng kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Ngân hàng Nhà nước cho biết đang thực hiện các thủ tục đánh giá tổng thể thực trạng để có cơ sở xây dựng phương án cơ cấu, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số lượng các ngọn núi ngầm được biết đến trong các đại dương của trái đất đã tăng gần gấp đôi, khi các quan sát vệ tinh toàn cầu vừa phát hiện gần 20.000 ngọn núi ngầm dưới đại dương chưa từng được biết đến trước đây. Đây là kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Earth and Space Science. Núi ngầm được hình thành từ các núi lửa đã tắt, nhô lên từ đáy đại dương, nhưng không nổi lên khỏi mặt nước. Các nhà nghiên cứu ước tính, hầu hết các ngọn núi vừa được phát hiện đều có kích thước nhỏ, cao khoảng 700-2.500m. Từ lâu, việc lập bản đồ toàn bộ đáy đại dương của trái đất đã bị bỏ dở. Chỉ chưa đến 1/4 đáy đại dương của trái đất đã được lập bản đồ. Vì vậy, các nhà khoa học cảnh báo, những tai nạn không ngờ ở phía trước nếu các tàu ngầm va phải những ngọn núi ngầm có thể cao hàng ngàn mét trong bóng tối.